Hello, teacher. Good evening, everyone. Hello, guys. Good evening, teacher. Hello, everyone. Good evening. Thank you. Good evening. Hello, teacher. Hello, guys. Nice to see you today. It's the first day of the week. The first day of the week, right? Yes. Hello. Hello, teacher. Let's see what you guys text me. Hello. Yeah. Hello, guys. Hello, guys. Nice to see you today. I heard that someone asked me about the game, right? I will talk about the game later. Okay. Wait for your friends. Wait for your friends. Let's wait for your friends. Yes. Là cô bắt con chơi cái trò chơi khó nhất. No, miss. Con không có biết viết là bằng viết bằng bút chì thật hay là viết bằng cái gì không cô? Ah, you write by you type the letters. You type. Con biết con đánh máy thì bình thường á. Cái đấy là đánh máy á. Nhưng mà trò đấy mình không chơi được nữa đâu. Cái đấy là con bài tập ôn trước là gì à? Thật ra cô cũng không biết mà dùng iPad. Dùng iPad thì mình có đánh máy bằng Word. Giống như con xài Word á, thì con đánh máy vào. Thật ra cô cũng không rõ dùng iPad thì mình có đánh máy được không. I don't know about that. Thường thì các bạn hay xài laptop, mom thì vào cái trang đấy mấy bạn sẽ được đánh máy. Hello guys. But you cannot play that game. Hello teacher. Hello. Good evening, teacher. Good evening, guys. We cannot play that game anymore because some of the friends, they don't follow the rules, right? They delete all of the answers. So it's really hard to play that game again. Mình chơi trò đó chắc là không được rồi, rất là khó. Bởi vì các bạn xóa, nhiều bạn xóa hết đáp án đi rồi thì mình không thể nào mình chơi được hết. Một bạn xóa cũng là đã không chơi được rồi. Nói chi là nhiều bạn xóa. Cho nên là game đấy là mình không phù hợp với lớp của mình. Okay, we cannot play that game. Wait for your friends a little bit more, maybe 2 more minutes, okay? Hello, teacher. Hello. Hello, guys. Hello, teacher. Maybe we can only play blockets or quizzes. Hi, guys. Good evening, teacher. Good evening, everyone. Let's wait for your friends a little bit more, okay? I like the blockets. I like Yeah, for some like book it and some like quizzes, right? Some like book it, some like quizzes. Yes. Nhóm lớp. Hello, guys. Yeah, we're gonna play book it today. Book it, not book it. Plook it. Yeah, plook it. Yeah, we're gonna play plook it today. Plook it. Just like book, but we say plook. Plook it, because B-L. Yes, yes. What are you saying? Hello, nice to see you today. Okay, let me say something. Wait. Cái này không được. Cô dùng cái này không được. Cái này đi. Okay, guys. Now, like I said before, today we're gonna play Plook It, right? But we're gonna play both. Hôm nay thì mình chắc là cô sẽ cho các bạn chơi hai trò luôn đó. Plook It and Quizzes. We're gonna learn a little bit. Maybe the first 25 or 30 minutes. Then we're gonna play Plook It. If we still have time, we're gonna play Quizzes. Okay. But today we're gonna play about a different topic. You guys know what day is it this weekend? Do you guys remember? I think you guys all know, right? What day is it this weekend? Tell me. What holiday is it this weekend? I think you guys know, right? What day is it this weekend? Do you guys know? You guys know this? Yeah, good job, Harry. Yeah, Halloween. But you have to, Halloween, you guys, H-A-double-L, Halloween, H-A-double-L.
not H-A-L. Halloween. Hack. Yeah, thật ra mấy cái đấy là các bạn hỏi cô cách chơi như thế nào là chắc cô không biết đâu. Có thể là cô cho các bạn chơi hai lần quá, tại vì cô cũng chưa có coi cách chơi, cô chưa có bấm vào chơi thử á. Cho nên là lát nữa đó, mấy bạn coi thử coi là trên màn hình của cô nó có chỉ cách. Nếu mà nó có chỉ cách thì cô sẽ dịch ra cho mấy bạn hiểu. Còn nếu mà các bạn chơi thử, nếu mà mình chơi mà mình chưa biết cách chơi ấy, thì mình chơi lần đầu cô sẽ nhờ một bạn nào đấy mà biết cách chơi rồi. Ví dụ cô hay nhờ bạn nào đó là bạn biết cách chơi, bạn được hạng nhất đúng không? Yeah, good job Yang, yes. H-A-L-L, well done. H-A-L-L-O-W-E-E rồi tới N. Hôm nay thì mình vẫn còn, cô nhớ là còn hai chế độ đúng không? Cô nhớ là còn hai chế. Mọi người biết tại sao cô không cho mọi người chơi cái hát không? Tại vì cô bấm thử một lần rồi mà nó cái màu của nó bị xấu lắm, nó không thấy rõ. Nhưng mà chắc là vẫn chơi được, chắc là vẫn chơi được. Có gì cô cho các bạn chơi thử cái chế độ đấy. Hôm trước cô bấm thử thì cái màu nó hơi xấu, cái màu nó khó thấy lắm. Nhưng mà các bạn ráng thấy. Nó giống như là cái màn hình của hacker đó, cho nên là cái màu nó rất là mắc cười. Chế độ nó rất là mắc cười. But we're gonna learn first, okay? We'll learn first. Mm-hmm. Learn first, then play later. Maybe for the first 20. Okay, hôm nay mình không có học quá nhiều đâu. Chủ yếu là cô sửa cho các bạn 5 câu còn lại. Hôm trước là, oh, 6, right? We have already did from number 1 to number 4. Now we're gonna do from number 5 to 10, okay? Yes, Song Ang, please do number 6 for me. Oh, no, sorry, number five. Number five, you read the it sentence is, first. Mm, yeah, it is. It is very easy for birds and snakes to see gray tree frogs. Good job. True or false? True or false? False. False, okay. Is it false? Yes, it's false. Why? Okay, tell me which sentence. Con tìm ra được cái câu nào mà con nó chống lại mà con biết là false. Which sentence? You read out loud the sentence in the it reading. The birds and snakes that eat gray tree frogs. Okay. The back of the tree. Okay, I can see. Như vậy là An chọn cho cô câu này đúng không? The birds and snakes that eat. Nào, những cái con chim với lại con rắn mà ăn cái con này á thì nó không thể can't see, không thể thấy chúng. À, bởi vì nó giống như là cái bark vậy đó, cho nên là không thể thấy được. Thành ra ở đây mà nó ghi là dễ. It is easy. Có nghĩa là dễ thấy thì chắc chắn là không có dễ thấy rồi đó. À, bởi vì người ta ghi là can't see mà đúng không? Good job and well done. Okay, one more friend. Khánh Nam, please do number 6 for me. Wait. Yahui giúp cô là con không bấm vào cái nút request nha. Yahui đừng bấm vào cái nút đấy nữa nha. Okay, Nam, read number 6. The polar bears use camouflage to protect themselves. Yeah, true or false? I think it's false. False, okay, let me see. Ở đây thì ta cô quên điền đáp án. Cái này là câu cô tự bịa thêm, cho nên là cô quên điền đáp án ở đây rồi. Is it true or false? Can you guys write the answer? It's false. Yeah, good job. False. Good job. Polar bears, thực ra ở đây con thấy nó không hề nói gì về cái việc protect themselves hết, đúng không? Nó không có protect. Nó không có cần phải protect. Nó không nói gì hết. Nó chỉ nói là nó sống trong cái môi trường đấy thì cái lông của nó có màu trắng thôi. Chứ nó không hề nói về cái việc gì mà nó phải bảo vệ bản thân nó. Okay, good job. Well done. Do number 7 for me. Okay. Nam làm cho cô nấu phút 7 luôn. Number 7. It isn't difficult to see polar bear in the snow. Okay, again. It isn't difficult. 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 Ah, đúng rồi. Okay, true or false, Nam? True or false? Theo con là true or false? Like, it isn't difficult. True. It isn't difficult? I don't think it's true. It's true. It's not true. It's not true. So it's false? Yeah, it's false. You know why? Ở đây nè, con thấy you read the last sentence of the paragraph. Bây giờ Nam đọc cho cô câu cuối cùng của cái đoạn về polar bears. The last it's sentence. Not easy to see a polar bear
in the snow. À, không có dễ, không có dễ để mà thấy được easy là dễ. Thì ở đây cô dùng cái từ trái nghĩa là difficult là khó. Không có khó có nghĩa là nó dễ, đúng không? Ở đây không có khó có nghĩa là nó dễ. Nhưng mà rõ ràng trong bài người ta lại nói là không dễ, not easy. À, cho nên là câu này phải là false nha, hiểu không? You understand? Ở đây mình có cái chữ difficult nghĩa là khó đó. Thì hay gì người ta nói là nó khó nhìn thấy thì mình mới true được. Còn ở đây nó lại ghi là không khó, isn't difficult nghĩa là không khó. Cho nên là câu này con phải chặn là false. Thực ra là nó khó mà. Bởi vì người ta ghi nè, not easy, không có dễ mà thấy được mấy con gấu Bắc Cực đâu. Good job, well done. Now someone will do number 8 for me. Okay, Zhang. Zhang, okay, Hang Zhang, please. Number 8, you do number 8 and 9, okay? Number 8 and 9. Okay. Number 8, the stonefish can sting the fish to death. Yeah, okay. It's true. True, yes, good job. Where can you find, can you read that sentence for your friends? Read out loud the sentence. If they touch the stonefish by mistake, it stings them to death and eats them. Đúng rồi, good job. Nếu mà những cái con cá khác á, nó lỡ đụng vào cái con stonefish, lỡ là by mistake nè, thì nó sẽ chích chích con cái con đấy đến chết. Như vậy mình thấy ở đây nó phù hợp. Number 8, đúng rồi. Number 9, can you read number 9? Okay, if the other fish touch the stonefish by mistake, they might die. Mm-hmm. True or false? True again. True. Yes. Well done. Good job, Zhang. Yes. Good job. Okay. I will explain to you guys why true. If the other fish, nếu mà những cái con cá khác mà touch, là đụng vào cái con stonefish lỡ đó, lỡ đụng đó, như cô nói là by mistake, nó có, chúng có thể chết. They might die. Có thể chết, đúng không? Bởi vì người ta có thể nói này. Ở đây tại sao mình biết là có thể chết? Bởi vì chúng, ở đây người ta ghi là it stings them to death and eats them. Nó, cái con stonefish đó, nó sẽ ăn, nó sẽ chích những cái con cá và nó ăn ăn tụi nó. Thì ở đây dùng cái chữ might, à, có thể chết. Bởi mình đâu biết rõ là tất cả có thể chết hết đâu. Mình đâu có rõ là tất cả đều chết hay không đâu. Mình chỉ có thể nói là might die. Thì die có nghĩa là chết, bởi vì bị ăn thịt có nghĩa là đồng nghĩa với nó mất, đúng không? Nó chết đi. Ừ, tại vì nó bị ăn thịt mất tiêu rồi. Eat them. Okay. Now the last one, number 10, okay? Cô mời Phương Anh, please. Phương Anh, read number 10 for me. Chameleon. Okay, again. Cái này không phải là âm chờ mà con phải đọc cô là âm khờ. Chameleons. Chameleons. Cannot change their colors into brown. True or false, Phương Anh? True or false? It's false. False. Okay, where can you find the evidence? Where's the information? Phương Anh tìm được câu nào mà con biết đây là false? False là đúng rồi đó. On a brown ball, it can be brown. Đúng rồi. Ở trên một cái hòn đá màu nâu, nó có thể là màu nâu, nó có thể trở thành màu nâu. It can be brown. Good job. Bởi vì có nghĩa là nó đổi được thành màu nâu, đúng không? Cho nên câu này nó ghi là chameleons, những cái con tắc kè bông á, tắc kè hoa đó, nó không thể đổi màu thành màu nâu là sai. Bởi vì nó có thể mà cứ đứng trên hòn đá màu nâu là nó biến thành màu nâu à. Okay, good job. Well done, guys. Well done. Good job. Now, we're gonna do this one. Okay, so we have some questions right here. Now, I will let you guys ask and answer with your partner. I will invite some pairs, okay? Now, let's invite cô mời Hoài Anh nè. Hoài Anh. Vũ Nguyễn Hoài Anh. Okay, you will ask number one with Ngọc Minh, okay? Khúc Ngọc Minh. Okay, guys, one will ask number one. Number one. Can you ask? Where's her? Bạn đi đâu mất tiêu rồi. Okay, let's invite someone else. Nếu mà hai bạn không, bạn nào mở micro thì cô sẽ mời bạn khác nha. Okay, let's invite. Cô mời Minh Phương, Nguyễn Minh Phương. Can you turn on your micro? Yeah, okay, thank you so much. Minh Phương and one more. Minh Phương and... Okay, Mai Trang, please. Minh Phương will ask first, then Mai Trang will answer. Okay, bây giờ các bạn hỏi hai câu đầu tiên. Bây giờ Phương hỏi Trang hai câu đầu tiên trước đi. Do you have a pet? What kind? What kind? Okay, yes, Trang, you can answer.
I don't have a pet. À, ok, nếu mà Trang không có thì mình sẽ hỏi qua câu thứ hai đâu. Bây giờ Phương hỏi Trang câu thứ hai nè. If not, nếu mà không có, If not, what kind of pet do you want to have? Good job. I want to have a pet. Which one? I want to have a cat. Ah, you want to have a cat. Okay, you can ask your parents. Try to ask them, can we raise a cat? Mm-hmm. Good job. Okay. Now you ask your friend. Number two or number three. Any. Có hỏi câu 2, câu 3 đều được. Bây giờ Trang chọn và Trang hỏi câu nào cũng được hết. Ask your friend food. Okay? Yeah. Which do you like better, cat or dog? Why? It's dog. Yeah, you like because, dogs? Mm-hmm. Why? Because they are very cute. Yeah, you literally like dogs because they are cute. Do you have a pet, Phương? Do you have a pet? Yes. You have a dog too? You have a dog? Yes. Wow, what's the name of the dog? What its name? Mick. Ah, okay, very cute. What color is the dog? What color? Black. Black. Black dog. And is it big or just small? Is it a big dog or a small dog? A big dog. Ah, a big dog. I can imagine that dog in my head. Yeah, thank you Phương so much. Thank you. Now two more. Well, one more pair. Cô mời Tú Phương and Danh Lưu, please. Ok, now các bạn được quyền hỏi câu gì cũng được nha. Bây giờ Phương will ask first, Tú Phương will ask first, Danh Lưu will ask later. Ok, wait, Phương đợi cô một xíu. Bạn Lưu chưa có mở micro được. Wait. Can you turn on your mic? Ok, good job. Now hello. Phương will ask first. Con hỏi câu nào cũng được. Any, ok? Hỏi trong ba cái câu này à? Yes, yeah, you ask one of the three, yes. Ủa cô ơi, nhưng mà nó đã còn do you have a pet thì mình có hỏi cả câu đấy hay là mình hỏi cả cái dòng này vậy? Con hỏi cả cái dòng luôn ấy, con hỏi cả dòng ấy. Tại vì nếu bạn có thì con mới hỏi là loại nào. Còn nếu bạn không có, con mới hỏi qua ý sau, con hiểu không? Nó có hai ý. If not thì là nếu bạn không có thì Phương nghe trước coi là bạn có pet hay không. Ok, nếu mà bạn không có pet thì mình mới hỏi tiếp câu thứ hai. Phương hiểu chưa? You understand? Ok. Ok, what about you, Lưu? Can you turn on your mic? Hồi nãy cô thấy Lưu mở micro được rồi mà. Bây giờ bạn lại tắt rồi cô ạ. Hello? Hello? Phương có nghe thấy bạn không? Tại vì hình như bên cô no, hơi lắc. No, I don't listen. You say you don't, I cannot hear. Mình không có dùng listen được. Listen là lắng nghe. Còn con mà cô hỏi, con có nghe thấy không á? Thì con sẽ dùng I cannot hear him, for example. What's wrong? Hay can cô nghĩ là hình như bên của Lu hình như bị lắc không ta? Phương đợi xíu nha. Hello Lu, can you answer? Lu con nói được chưa? Yes. Yes. Okay, okay. Phương, yes. Ask your friends. Okay, Phương ạ, hỏi bạn đi. Ask your friends. Bạn. Do you have a pet? What kind? Okay, hai câu đó đi chung á Phương. Do you have a pet? What kind? Okay. Do you have a pet? What kind? Okay, bạn hỏi câu số 1 đó Lưu. Number 1. Do you have a pet? What kind? I don't have pet. À, bạn không có nè. Bây giờ Phương hỏi tiếp nè, bạn không có nè. Have not. What kind of pet do you want? Đúng rồi, want to have. Yeah. What kind of pet do you want to have? Nếu mà con không có đúng không? Giờ con muốn ví dụ con là muốn nuôi thì con muốn nuôi con nào? Nếu mà con muốn có pet. It's a dog. It's a dog. Yeah, can you explain why? Can you explain why? Lưu có giải thích được tại sao Lưu thích dog không? Okay, turn on your sound again, please.
khi nào mà cô nói các bạn xong ấy, các bạn hãy tắt mic nha. Mình đợi cô nói xong thì cô các bạn hãy tắt mic. Ok. Bây giờ mà Lưu vẫn còn phải hỏi ngược lại bạn mà. You still have to ask your friends again. Can you turn on your mic? Nếu mà Lưu không mở micro được, cô mời bạn khác nha. Can you turn on your mic? Như Lưu mở được rồi đúng không? You ask your friends, ok? Bây giờ Lưu hỏi bạn đi, hỏi lại Phương đi. Do you think a snake? Dog is a good pet? You ask about a dog? Okay, yeah, it's okay. Mm-hmm. Phương, do you think... Why? You turn off your mic. Okay. Do you think a dog... Do you think a dog is a good pet? Bạn hỏi là con có nghĩ con chó là một con thú cưng tốt không? Một thú cưng dễ thương không? Good pet? No. You don't like a wife? Why? Why not? I like puppy, not dog. You like puppies? You mean puppies? Yeah, little dogs, right? You like little dogs. Big dogs? Are you afraid of big dogs? Are you afraid? Yeah, I don't like big dogs. Yeah, big dogs are very scary, right? They can bark really loudly. Yes, đúng rồi. Good job, Phương. Như vậy là Phương nói là Phương chỉ thích puppies thôi, có nghĩa là chó con thôi, chứ bạn không thích mấy con chó. Big dog, right? Con chó to quá, cô cũng sợ mấy con chó to lắm. They're scared. I'm very scared. Thì cảm giác nó rất là dữ. Yeah. They look very aggressive and angry, right? They can bark loudly. Với lại nó sủa to nữa. Mấy con chó to nó sủa, cái tiếng nó gầm gừ rất là to. Cô cũng sợ lắm. I'm very scared of big dogs too. Okay, good job. Thank you. Now one more. Cô mời. Are you Phúc Nguyên? Phúc Nguyên. We have another Phúc Nguyên in our class. Cô mời bạn Phúc Nguyên với cái tên là Phúc Nguyên. Can you turn on your mic? Okay. Hello, Phúc Nguyên. Hello. I cannot hear you. Sao Phúc Nguyên nói mà cô không nghe thấy tiếng của Phúc Nguyên? Phúc Nguyên mở tiếng mà cô không nghe thấy. I cannot hear you. Hình như bên micro của con không nhận ra được cái tiếng á. Cô thấy Phúc Nguyên mở tiếng rồi nhưng mà cô không nghe được. Cô không nghe được con nói cái gì hết trơn á. Vì nó không thu tiếng của Phúc Nguyên. Say it again. Phúc Nguyên thử nói lại cho cô xem là cô có nghe tiếng không? No. Yes. Okay, good job. Now, Phúc Nguyên, wait. Phúc Nguyên đừng tắt tiếng nha. Hoài Nam, please. Hoài Nam. Okay, Phúc Do Nguyên you... ask first. Okay, Phúc Nguyên ask first. Câu nào cũng được. Phúc Nguyên hỏi trước nha. Wait. Cô mở tiếng lại cho Phúc Nguyên nè. Phúc Nguyên ấn vào cái nút unmute màu xanh đó. Con thấy chưa? Con ấn vào đi. Ok. Ask your friends. Con hỏi bạn đi. Ask your friends. Phúc Nguyên hỏi bạn đi. Câu nào cũng được. 1, 2, 3. Again. Louder. Phúc Nguyên, tiếng của con nó không thu được. Con nói to lên gần với cái micro, gần với cái máy tính lên. Nó mới ra cái tiếng của con. Ok, rồi Phúc Nguyên hỏi lại nè. Oh no, I cannot hear you. I'm sorry. Cô không nghe được Phúc Nguyên nói. Hoài Nam có nghe được bạn không? Nam có nghe được bạn không? Dạ không. Cô cũng không nghe được. Bên Phúc Nguyên hình như cái micro nó không có tiếng. Ok, again, ask your friend please. Con hỏi bạn đi. Do you think is a good pet? Why or why not? Okay, Nam, can you answer question 3? Do you think a snake is a good pet? Why or why not? No. Yeah, you don't think snake is a good pet. Why? Why? Tell me why. No. But why? Because. Because it is dangerous. It's dangerous. Again, because the snake is dangerous. One more time. It's dangerous. Good job. It's dangerous. Yes, well done, Nam. Your job. Đúng rồi. Dangerous. Good job. Well done. Okay. You ask your friend.
You ask your friend Nam. Nam hỏi lại Nguyên nè. You ask your friend any question in number form number 1, 2, 3. Nó hỏi bạn câu nào cũng được. Do you have a pet? Nguyên, do you have a pet? Your friend ask you. No, à, bạn không có rồi. Bây giờ Nam hỏi câu thứ hai đó. If not, Nam hỏi qua cái vế hai. If not, what kind of pet do you want to have? Good job, Nam. Well done. Okay, if not, thì là con không có nè. What kind of pet? A dog. Why? Why? No? Yeah, you like dogs. A lot of you guys like dogs, right? Do you like cats? Do you like cats? You like cat too, but you like dog better, right? That you like dog more than cats? Mm-hmm. Because pretty. Yes, again. Because what? Because pretty. Again, what do you mean? Mm-hmm. Ý của Nguyên là gì đâu? Nguyên thử nói tiếng Việt cho con nghe xem. Dễ thương. À, cute, right? Cute. It's cute. À, the dog is cute. Dễ thương, mình hay có cái từ là cute nè. Cute. Cute hoặc là tụi con dùng adorable. Cũng được. Adorable nghĩa là đáng yêu á. Đáng yêu nhưng mà thường cute là dễ thương á. Adorable là đáng yêu. Okay, good job. Thank you guys so much. Good job, guys. Well done. You guys can practice more at home, okay? You guys can practice more. Các bạn có thể về và các bạn tập thêm những cái cách trả lời câu hỏi này. Ở đây thì thấy cô thấy đa phần các bạn hỏi câu 1, 3 nhiều đúng không? Okay, who can answer number 2 for me? Which do you like better, cats or dog? So if you answer this question, you should say why do you like cats more than dogs? Okay, and the opposite? Okay, now you pick me, please. Which do you like better, dogs or cats? I like dogs because dogs are strong. Ah, dogs are strong. You don't think cats are strong? You don't think cats are strong? No. But they can scratch you. It can scratch you. You know scratch? A cat can scratch you, okay? Con mèo nó cào rất là đau đúng không? Tuy là nó không mạnh, ví dụ như nó không mạnh về mấy cái cắn cái kiểu đi, nhưng mà nó cào rất là đau. Cô thấy bạn nào mà nuôi mèo á, cho mèo tắm á, thường là bị cào rất là đau đúng không? A lot of scratches on your hands. Okay, good job guys, well done. Thank you guys so much for answering the questions. Now, we have one more. So today we're gonna learn about this one. So this is a short reading. Đây là một cái bài đọc ngắn, a short reading. Như vậy trong một cái bài đọc thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái như sau. The title, my favorite pet. This is the author. Đây là tác giả nè, Aaron Michaels. This is the author of the reading. And this is the title, tiêu đề, cái tựa đề của cái bài đọc của con. Giống như hồi, ví dụ cái bài này của mình làm nè. Bài này nó cũng có title nè. Animals, Hide and Seek, right? Như vậy là cái bài nào nó cũng sẽ có một cái tựa đề. Bài đọc lúc nào nó cũng phải có tựa đề nói về cái nội dung của cái bài đọc đấy. My favorite pet. Thú nuôi yêu thích của tôi. My favorite pet. Okay. Và ở đây mình sẽ học thêm một cái dạng cái nữa là topic sentence. What is a topic sentence? A topic sentence tells the main idea of a paragraph. Cái topic sentence nó sẽ nói được ra cái main idea là cái ý chính của cái đoạn văn đó. Ví dụ như là đây là cái câu đầu tiên nè. Câu này là cái câu chính của cái topic sentence. Cái này là cái câu topic sentence nè. Thường thì topic sentence nó hay nằm ở đầu đoạn văn. Thì tụi con học văn ở tiếng Việt cũng vậy. Tụi con phải có cái câu, ví dụ làm văn nghị luận xã hội đó, thì tụi con sẽ có một cái câu đầu tiên để nói về cái để gom lại, để ý của con là muốn nói gì trong cái đoạn đó. Cái đoạn đó mình nói về cái vấn đề gì. Thì câu đầu tiên mình sẽ hay có cái câu câu topic sentence. Ví dụ như câu này: My favorite pet is my snake Cornwall. Con vật thú nuôi yêu thích của tôi chính là con rắn của tôi đó, Cornwall. Như vậy mình nghe câu này mình biết bạn đang nói về cái gì. Con rắn mà bạn đó nuôi, mình nghe một cái là mình biết liền là cái nội dung bài này sẽ nói về con rắn mà cái bạn này nuôi, và nó cũng có tên là Cornwall đó. Thì câu topic sentence nó lúc nào cũng sẽ giúp cho người đọc để làm gì, tụi con nghe được cái chủ đề của cái đoạn văn đấy. Giống như cái này cũng vậy, cô ví dụ bài này nè. Bài này mình có câu đầu tiên nè. Many animals blend in with their surroundings. Như vậy con nghe là rất là nhiều loài vật có thể trà trộn, gọi là trà trộn, ngụy trang ở xung quanh
thì mình nghe là mình biết à, bài này nói về cái việc gọi là ngụy trang này, ngụy trang cái việc mà những cái con động vật có thể trà trộn vào trong những cái môi trường xung quanh của nó, ví dụ như lá cây, nước biển như thế nào đó, nó làm sao để nó biến đổi được, nó trùng cái màu với là cái nơi nó ở đó, đó. Thì cái đấy nó gọi là topic sentence. Rồi bây giờ thì cái này là mình cô sẽ cho các bạn làm thêm cái này rồi mình chơi game. Mình chỉ cần đọc cho cô. Cái này thì cô chỉ cho các bạn biết được topic sentence là gì. Để mà khi tụi con viết văn cũng vậy, trong tiếng Anh lẫn tiếng Việt thì luôn nên có cái topic sentence ở đầu câu, gom lại cái ý nào mà tụi con nói về cái bài văn đó. Ok. Bây giờ cô mời một bạn, cô về Tường Vi, Nguyễn Ngọc Tường Vi, read this paragraph for me. Bây giờ Tường Vi chỉ còn đọc cho các bạn nghe cái đoạn này cho cô nè. Read this paragraph for your friends. Đọc hết bài luôn hả cô? Yes, you read the whole paragraph. My favorite pet is my snake. Cornwall. Yeah. Cornwall. He is a corn snake. Mm-hmm. He is 15 centimeters. Centimeter. Right. 20 inches. 20 inches. 20 inches long. Good job. And he is reddish. Reddish brown with black spots. Good job. If I feed him one small mouse every week. Good job. He eats very slowly. He is friendly. Good job. He does not bite people. Come on. I like to hold him. Some people don't like snakes, but snakes can make good pets. Well done, Tường Vi. Good job. Well done. Right. Thank you are you, a very good person. Thank you so much. Okay, let me explain about this one. This one is actually really easy. Ở đây thì mình có centimeters. Yeah. Inches thì các bạn không cần để ý đâu. Thật ra các con không cần để ý inches đâu. Nó là cái hồi đấy cô có nói đó, inches, 1 inch là bằng 0.45cm thì sao đó, hay là 1.45 gì đó, cô quên mất tiêu rồi. Thì cái này là cái chỉ số đo về cái ở nước ngoài người ta hay đo về cái chỉ số này. Còn mình có centimeters là các bạn nghe các bạn biết đó, cm của mình đó. Đó thì mình có trong tiếng Anh đầy đủ của nó là centimeters. Thì 50cm đó là số nhiều nên con phải có S nè. 20 20cm, 50cm, I'm sorry. Reddish brown, đó. Kiểu màu nâu nhưng mà kiểu nó hơi ửng đỏ đó. Cái màu reddish brown. With black spots, guys know spots. Mình có hai cái từ mà tụi con hay có. Ví dụ như spots. Còn cái này là stripes nè, cái này các bạn gọi là stripes nè, cái này các bạn cũng hay gặp lắm á, stripes. You can see the stripes on the tiger's body, right? On the tiger body. Stripes. You can see the spots on the leopard. You guys remember leopard or cheetah? Leopard, right? So you can see the stripes on the tiger's body and you can see the spots on the leopard's body. Tụi con sẽ thấy được cái stripes là cái sọc, những cái sọc như vậy nè. Zebras cũng có này đó, những cái sọc, những cái vằn như vậy đó. Tụi con gọi là stripes. Còn cái spots là nó gọi là cái đốm á. Mình có cái chữ stripes, cô viết lại. Đó, stripe. Stripe so ít nè, stripe. Còn spots có nghĩa là những cái đốm, ok? I feed him. Feed là cho ăn. Ví dụ như I feed the baby là mình cho em bé ăn. Thì ở đây him ở đây ý là con rắn đó. I feed him one small mouse. You guys know mouse? Con chuột nhỏ đó. À, con chuột nhỏ. Như vậy là con rắn này là mỗi tuần nó sẽ ăn một con chuột. Okay. He eats a small mouse every week, but very slowly. Con rắn thì thường tụi con thấy nó tiêu hóa, nó ăn rất là chậm. Nhưng mà ở đây bạn có nói là gì? He's friendly. Thật ra là nó rất là thân thiện và nó không có gì. Bite là cắn. He does not bite people. Con rắn này nó không có cắn người, ok? Và bạn rất là thích hold là giữ con rắn á, cầm con rắn ở trong lòng bàn tay đó. Rất là nhiều người không thích rắn, nhưng mà sao bạn giải thích? Snake can make good pets. Snake cũng có thể trở thành những cái con thú nuôi rất là tốt, rất là dễ thương chứ nó không đáng sợ như mọi người nghĩ đó. Ok, good job guys. Thì đấy là một cái bản văn nhỏ để tụi con thấy là gì? Cái topic sentence là cái câu chủ đề đó.
thì nó thường là nằm ở đầu đoạn văn và nó sẽ bao gồm, nó sẽ nó nói ra được cái nội dung chính của đoạn văn đó. Thì nội dung chính ở đây là bạn nuôi con rắn nè, tên là Cornwall. Okay, now it's 8:30. I know that you guys are ready to play games, right? You guys all ready to play games today. So we're gonna play Pluck It first, then we're gonna play play another quiz if we still have time. Nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ chơi cái đấy. Let's play that that crypto hack. Okay, mình sẽ chơi cái hack này thử. Cái hack này rất là khó thấy nha mọi người. Cái chữ của nó giống như vậy nè. Can you guys see my screen? Mọi người thấy màn hình của cô không? Can you guys see my screen? Các bạn nhìn thấy màn hình của cô không? Okay, cô thấy Thủy gật đầu rồi. Yes, okay. Như vậy hôm nay mình sẽ chơi cái Pluckit này, nó không phải là về animals nữa. Mình sẽ cố gắng hôm nay mình kết thúc cái bài animals của mình, coi như hôm nay là kết thúc được rồi đó. Ok, hôm sau mình học chủ đề mới. Và bởi vì is Halloween coming soon, right? Halloween is in this weekend, at the end of the week. Yeah, Halloween, very scary, right? I like Halloween. There are a lot of characters in Halloween. So you guys gonna learn about Halloween through this game. Mình sẽ chơi bằng cái crypto này, thì cô đọc thử nha. Answers questions to mine crypto and hack others. Nói chung là mình sẽ được hack bạn khác bằng cách cướp cái gì đó. À, thì bây giờ cô cũng không rõ cách chơi. Nếu mình chơi lần đầu tiên mà mình thấy khó chơi á, thì cô cho các bạn chơi lại. Cô sẽ nhờ một bạn nào đấy mà bạn chơi được điểm cao, bạn giải thích lại cho các bạn dùm cô nha. Okay. Remember, Pluckit only allows 60 friends. Let's play for 5 minutes, okay? 5 minutes only. Mình chơi thử lần đầu tiên là mình chơi 5 phút thôi nha. Có instruction nè. Okay. Time là 5 minutes. Oh, no, not 30. 5 minutes. Okay. Allow instruction nè. Okay, I think I can host now. Cô tắt cái gì vậy ta? Okay, wait guys, wait. Ready guys, I will copy the link. Okay, I'll copy the link in the chat box. Okay, try to join now. Let me wait. Everyone. Okay guys, the link is in the chat box now. Nãy này hồi nãy cô phải phá chat. Cô quên khá sớm. It's 26:37. Good job guys. Well done, good job. Good job, 41 players already. Các bạn cũng đã biết cách chơi rồi đúng không? Với lại các bạn cũng biết là nếu mà mạng mình bị yếu quá thì mình sẽ bị out ra đúng không? Đâu thì mình sẽ bị out ra đó. Hồi nãy cô còn tưởng là không chơi bút kịch được, tại vì hồi nãy cô lúc mà cô trước khi vào giờ học cô phải bấm sẵn cái trang web đúng không? Đó thì cô bấm vào mà không được, nó không cho cô bấm vào, cái cô tưởng là mình không chơi được. Cái cô phải kiếm cái chủ đề Halloween ở trên Quizzes nè. Tụi con thấy không? Đó, cô phải kiếm sẵn hai cái để đề phòng. Nhưng mà hên quá, lần giờ vô thì cô bấm được rồi. Cho nên là bây giờ mình mới được chơi Pluckit. Okay, 51 players. Wait for about 2 more minutes. Okay, 2 more minutes. Bạn nào mà mình vẫn đang có vấn đề thì các bạn cố gắng lên nha, các bạn cố lên nha. Cái này thì các bạn cũng hơi, các bạn mà hỏi cô là con không vào được, cô cũng không biết tại sao nữa. I don't know why. Chỉ có mạng mình đó, mạng mình yếu thì tụi mình vào không được. Okay, let me turn on the music. I don't know how to change the music. Can I change the music? 52. Thường tới đây đó bị đứng lại đúng không? Các bạn cứ bấm vào cái link. Không biết là các bạn nào mới bị out ra không ta? Nếu mà các bạn bị out ra thì cứ bấm lại cái link tôi gửi lại nè. Tôi gửi lại.
lại cái link nha. I send you guys the link again. Yeah, 55 ready. A link again. Bạn nào mà không nhìn thấy link thì cô vừa mới gửi lại nha. I just send you guys the link. Remember, the topic is about Halloween, okay? Halloween. There are about 30 or 40 questions. I don't remember. 57 already. Three more players, please. Còn hai slot thôi, bạn nào chưa vào. One more slot. Slot cuối cùng. Một slot cuối cùng, mọi người ơi. Một slot cuối cùng. Oh, 58 again. Two slots. Hai slot nữa. I'm about to start. Cô sắp bắt đầu rồi nha mọi người. One more minute. Okay, 60. Good job. Start now. It's 60 now, so I can start. Choose a password. Các bạn chọn cho cô một cái mật khẩu. Cô đang giải thích nè. Trả lời câu hỏi nè. Chọn mật khẩu xong rồi mình phải trả lời câu hỏi. My crypto. Crypto là hình như mấy cái mã đó. Xong rồi các bạn sẽ hack người chơi khác bằng cách guess. Đoán cái mật khẩu của người chơi khác. Người nào có nhiều crypto nhất sau 5 phút thì sẽ thắng. Ok, đấy, cái đó là cái gợi ý của người ta đó. Rồi, các bạn nào mà đang nhìn màn hình của cô thì quay lại được rồi nha. Quay lại với cái web hồi nãy cô gửi các bạn đó. Các bạn quay lại nha. Nó rất là... Cái màu của nó rất là khó thấy, các bạn chịu khó nha. Mình chơi cái trò này, cái màu nó làm theo kiểu là giống như là màn hình code á, màn hình của mấy người hacker đó. Cho nên là cái màu nó rất là khó thấy, các bạn để ý giúp cô nha. Các bạn gán nhìn giùm cô nha. Ok, cô thấy có Harry với Bảo Hà nè. Harry ở đây mới có Harry với Bảo. À ok, các bạn lên rồi nè. Danh Lưu, you are the first. Hoàng Giang kế bên. Harry cũng 50 điểm đồng điểm nha. Lưu với Giang với Harry nè. Ok, Harry là 100 điểm thôi đó. 100 Bitcoin nè. Đó, ví dụ như bạn nào mới stole đó. Ví dụ Khánh Nam vừa mới stole 59 crypto from Thanh Ngân nè. Đó, các bạn stole được, các bạn cướp được đó. Remember, you only have three minutes and 40 seconds. Đức Tiến đang đứng đầu nha. Now, Đức Tiến, still Đức Tiến. Các bạn cố lên nha, cô thông báo là Đức Tiến đang bỏ xa hạng nhì đó. Đức Tiến bỏ xa gấp 10 lần đó. Ok, Đức Tiến đang bỏ xa tới 10 lần. Các bạn phải trả lời đúng với lại nhanh đúng không? Liên tục nữa đúng không? Giống như hôm trước là bạn có nói đó. Đức Tiến là 1380 rồi. Hạng nhì là Danh Lưu là mới 180 thôi. Ok, try your best guys, try your best. Trang, you are in second place. Trang đang được hạng nhì nè. Trang được hạng nhì với 540 rồi. Nhưng mà vẫn cách một nửa so với Tiến đúng không? Hơn một nửa lận. Try your best, guys. Wow, Maxon just stole 1,000. Cho nên bây giờ hai bạn rất là cũng sát rồi đó, sát nhau rồi đó. Maxon, second place. Đức Tiến still first place. Đức Tiến bị cướp cho nên là còn 1,600 nè. Maxon còn 1,300 nè. Maxon có 1,300 nè. Trang đang có 590 nè. Bây giờ Trang mà stole được bạn nào là lên luôn đó. Two more minutes, guys. One minute and 30 seconds.
Đăng vừa lên được top 2 nè. Hải Đăng cũng còn cách Đức Tiến 300 điểm nè. Try your best, guys. We only have one more minute, guys. Một phút cuối cùng. Wow, Ngân Băng, you're in the first place now with 2,000. Ngân Băng is in the first place. Okay, guys, 57 more seconds. Ngân Băng đang là nhất nè, nhưng mà Đức Tiến cũng đang đằng sau nha. Đức Tiến đang ngay đằng sau nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's the end of the game. Is it easy? Congratulations. Trời ơi, bạn Ngân Băng là hơn Đức Tiến là bao nhiêu, có mấy chục thôi. Wow, good job everybody. Well done. Good job, guys. Is it easy? Is it easy to play this game? Trò này các bạn chơi thấy dễ không? Ngân Băng hôm nay đặt tên là gì ta? Okay, hello Ngân Băng. Hello, you are in the first place today. Hello. Good job. Can you tell your friends how to play the game? Rồi Ngân Băng hướng dẫn các bạn chơi thử coi là con chơi ra sao mà con được hạng nhất nè. How did you play? Con chơi xong rồi là cái nó đúng. Nếu mà sai thì nó sẽ hiện ra quả. Xong rồi mình tìm cái bài, nếu mà được điểm thì nó sẽ cộng vào cho mình. Xong rồi là con cứ đoán mật khẩu, con đoán bừa mà nó cũng cứ đúng cơ ạ. À, ok. Yeah, you guess, right? Mình may mắn đoán bừa đúng là mình được, đúng không? Ok, good job. Ngân Băng, well done. Good job. Như vậy mục tiêu là các bạn cũng phải trả lời đúng nhiều đó. Ok, well done. Congratulations, first prize. Well done, first place. Lâu rồi mới thấy các bạn mới lên first place đó, đúng không? Well done, Đức Tiến, you're right behind her. Đức Tiến là tuy là trả lời đúng nhiều hơn, nhưng mà Đức Tiến chắc là bị cướp, đúng không? Đức Tiến là có 72% correct, 72% đúng. Có nghĩa là Đức Tiến trả lời đúng nhiều nè. Nhưng mà chắc là Đức Tiến bị các bạn cướp đó, cho nên là bị hạng của mình, cho nên là mình về hạng second place. Đó, Đức Tiến cũng cách bạn có mấy chục mà. Đó, một bạn là 4,100, một bạn là 4,072. À, Ngân nè, phải không? Ngân, you're well done, you're in second third place. 3,760. Diệp Phúc Nguyên right behind. Yes. Ở đây các bạn làm rất là tốt nè. Đó, Hải Đăng cũng rất là tốt nè. Hải Đăng hồi nãy ở phía dưới mà lên tút ở trên nè. Đó, bây giờ Hải Đăng cũng được 3,000. Good job, guys. Well done, everybody. Good job. Thục Nguyên, cô cũng thấy mới vào top nè. Thục Nguyên nè, Madsen, Phương nè. Good job, everyone. Good job, guys. So that is a game about Halloween. Wait. Guys, you guys think, write in the chat box for me, are the questions easy? I think they are pretty easy, right? Nó cũng dễ đúng không? Nhưng mà hình như ở đây cái thời gian người ta cho cũng hơi ít. Bạn nào mà muốn suy nghĩ lâu quá thì nó hơi ít, 12 seconds to answer. Not easy? No? I thought you guys know about Halloween a lot. Cô cỡ các bạn coi Halloween nhiều các bạn biết. Ví dụ cái này, what do we do to pumpkins? Cô hint cho các bạn vài cái. Yeah, wow. Legendaries mean very, very hard to get that legendary look at, right? It's hard. Yeah, you cannot stop. Tại sao mình không cướp được ta? Tại vì con không trả lời đúng hả? Not easy, hard. Okay, hard. Bây giờ mình kiếm mà mình hard thì mình coi qua thử nha. Okay. Chắc là mình sẽ không chơi cái book it. Mình có thể chơi một cái quizzes khác về cái Halloween. Nè, bây giờ cô chỉ cho các bạn nè. Mấy cái câu này thực ra cũng con chọn mật khẩu của bạn khác sai. Mình phải chọn đúng mới cướp được. Ok. Yeah, I get it. Mình phải chọn đúng, mình phải đoán đại đúng được cái password thì mới được, đúng không? Ok. Bây giờ cô chỉ cho các bạn một vài câu cho các bạn chơi lại nha.
Hình như 45 câu nhưng mà hình như các bạn cũng đâu có làm hết trên 45 câu đúng không? Bây giờ cô sẽ cho các bạn coi, cô cho các bạn 5 answers. Bây giờ mình chơi lại nha. Okay, you guys like this game, right? We're gonna play again. Mình chơi lại nha, nhưng mà bây giờ mình cô sẽ chỉ các bạn đáp án của một vài câu này. Bây giờ cô hướng dẫn các bạn này. Câu nào dễ cô chỉ. Okay, ví dụ câu đầu tiên ra dễ lắm mọi người. What do we do to pumpkins? You guys know pumpkins, right? Trái bí ngô. Thì các bạn biết là trong Halloween là các bạn hay làm gì với trái bí ngô? Mình carve. Carve có nghĩa là con làm gì? Ở đây này con thấy là nothing, là không làm gì hết, là thấy sai rồi. Đấy là Halloween là bí ngô quan trọng. Con thấy tại sao Halloween nó có được cái mặt này. Why do we have a face? Why there is a face on the Halloween, on the pumpkin? Because we carve. Con nạo hết những cái nhân bên trong ra rồi. Con cắt làm sao ra, nó tỉa, mình cắt, mình nạo đó. Mình nạo cái trái bí ngô ra được cái hình này đó. Các bạn biết là trái bí ngô người ta dùng để làm lantern đó. Thì người ta sẽ nạo hết cái nhân, cái hộp ở bên trong. Xong rồi người ta sẽ bỏ lantern, bỏ candles, bỏ nến vào trong. Rồi nó sẽ có cái mặt cười đúng không? Đó, thì con nhìn thấy nó phát sáng ra được. Đó, thì đấy là mình carve, mình cạo. Mình cạo ở bên trong, mình nạo đó. Mình có cái chữ carve, có nghĩa là con nạo. Còn mấy cái này là con thấy nó sai rồi nè. Mình khắc cái hình mặt, cái mặt giống như cái mặt như vậy nè. Đó, thì người ta lúc nào cũng khắc bí ngô như vậy hết. Ở bên nước ngoài thì người ta rất là thích chơi lễ Halloween đúng không? Thì mọi người hay sẽ để bí ngô trước cửa nhà như vậy đó. Con sẽ khắc mấy trái như vậy, con để trước cửa nhà vậy đó. Carve, khắc, ok. Feed them to the dog là các con thấy feed. Hồi nãy cô vừa mới nói xong, feed là gì? Cho ăn đúng không? Cho cái mấy cái trái bí ngô này cho chó ăn là thấy không liên quan tới Halloween rồi. Hay là burn, đốt thì cũng không phải. Đó, mình thấy mấy cái này không phải là truyền thống của Halloween, ok. Còn cái này quá dễ. Spirit hay là ghost đều được tính điểm nè. Spirit là linh hồn, thì ở đây con chọn ma cũng được. Ma là ghost nè, spirit là linh hồn, cái nào người ta cũng cho con đúng hết. True or false? Dracula is a vampire. Dracula? You guys have ever watched a movie about Dracula? Người ta hay nói Dracula ở tiếng Việt, có vampire là gì mọi người? You guys know vampire? Write in the chat box. You guys know vampire? It's true. Vampire là gì mọi người biết không? Mình có ghost là ma nè. Vậy vampire, đúng rồi, Hải Đăng, well done Harry, Hải Đăng, dạ, Ngân, Cú Chóc, Macaron, đúng rồi, dạ. Nếu mà bạn nào coi Hotel Pennsylvania là mình biết vampire, đúng không? À, number four, what is the answer? Number four, tell me the answer for number four. Cái này mà bạn nào mà biết Halloween là không cần nhìn đáp án. Đúng rồi, Giang, good job, yes, yes, well done, đúng rồi, Ngân, good job. Trick or treat. Tiếng Việt người ta hay nói là cho kẹo hay bị ghẹo đó. Trick là bị ghẹo á. Cho kẹo hay bị ghẹo. Trick or treat. What about number five? Let's see the answer. Yeah, treat, okay. Number five, what are the colors of Halloween? Màu của Halloween là gì mọi người? Black, yeah, black. I think there are two colors. Còn theo cô là có hai màu đó. Đúng rồi, dạ, yeah, đúng rồi, phải là orange and black, đúng không? Đúng rồi, easy, right? Cái này có hai màu luôn nè, orange and black. Okay. Cái này, con mèo màu đen, mèo moon á, tiếng Việt mình hay nói mèo moon á, thì mèo moon nó cũng là một cái biểu tượng của Halloween, black cat, okay? Why do we dress in, oh, sorry guys, why do we dress in costumes to scare away spirits? Bởi vì người ta nói là ở trong ngày Halloween thì những cái linh hồn, cái cửa âm với dương mở ra, các linh hồn ở thế giới âm á, nó sẽ lên trên đây, thì tụi con phải mặc đồ giống như là costume, giống như là ý là nói là tụi con phải cải trang giống như vậy đó, để người ta không, để mình đe dọa tụi nó, để mình dọa tụi nó chạy đi, những cái spirits đó. À, thì đó là lý do tại sao mình phải bật hóa trang. À, thì đấy là cái lý do vì sao đó. I know, we're gonna play one more time. Mình sẽ chơi một lần nữa, ok? Cô đang giải thích cho các bạn một vài câu để giúp các bạn làm được. Câu này cũng dễ nè. Câu này quá dễ luôn. What day is Halloween on, guys? What day? Tell me, what day? What day? Thường white thì cũng không có nhắc tới. Chủ yếu là màu black và orange. 31st, ok. Đúng rồi, ngày đúng là 31 á. Mình không tính ngày 30 đâu. Okay, thực ra nó không phải 30 đâu. Thường là các con thấy là Christmas, người ta hay nói á, Christmas là 24 hoặc 25 đúng không? Có nghĩa là tối 24 với lại sáng 25 sẽ là tính là Christmas. Còn Halloween thì thực ra nó đúng có một ngày à, October 31st mới là Halloween nha mọi người, chứ nó không phải là October 30 đâu. Okay, 30, no.
Ok, play again. Hồi nãy giờ là cô cho các bạn xem đáp án được mấy câu rồi đó. Bây giờ mình chơi lại nha. One more time, guys. Rồi, I would turn off the chat box. Turn off the chat. Wait. Bây giờ cô tắt chat nha. Rồi, bây giờ các bạn chú ý nè. Nãy mà bạn nào mà lỡ chậm chân không chơi được thì các bạn ráng vô liền cho cô nè. Ráng vô liền cho cô là skeleton. Skeleton, Minh Châu viết sai rồi đó. Đúng rồi, con viết sai đó. We play again crypto hack. Ok. Đây mình có còn một chế độ cuối cùng mà là cái tower này. Cái tower này hình như khó hiểu lắm luôn á. Cô có bấm thử thì cô thấy nó cũng khó hiểu quá. Với cái này mình chơi cho ta Crazy Kingdom. Nhưng mà mình chơi cái này trước đi. Cái này chỉ được làm homework thôi chứ không có được chơi bây giờ. Cho nên mình cứ chơi lại nha. Mình chơi lại chế độ này nha. Bởi vì các bạn cũng được nghe Ngơ Băng đại thích rồi đó. Nên mình chơi lại cái này nha. Ok. Bây giờ lớp mình vẫn còn 9 phút. Cô cho các bạn chơi 7 phút luôn. Để mà mình có thời gian mình làm được nhiều cái hơn nha. Allow student. Ok. Host now. Guys, pay attention. I will send the link in the chat box right now. Wait. Let another game pass. Ok, guys. Focus. Let me send the link. Ok. The link is here. In the chat box, please join in the room. 60 players already. 60 player. Okay, only 60 players can play. What's wrong, guys? Why no? Okay, one player only. Why only one player? Two. Okay, three. This time, you guys kind of a little bit slow. Seven players. What's wrong, everybody? Hôm nay cô lần này các bạn vào hơi chậm đúng không? Hay là mạng bên cô lắc? Là mạng bên cô lắc, cô không thấy các bạn vô. Again the link, guys. The link is in the chat box. Okay, cô gửi link quá. Only 10 players. Hôm nay các bạn vào hơi chậm. À không phải hôm nay, bây giờ thôi. This time a little bit slow, guys. 15 players. 16. Okay, wait for your friends. Okay, guys. Tại nào vào room được rồi thì các bạn đợi. Yeah, wait for your friends. 60 players, then I will start the game. You raise your hand, Anh Duy, what's wrong? Why you raise your hand? Cô ơi, cô chưa gửi link mà. Cô gửi rồi mà, cô gửi trong chat box á. Đấy, cô thấy mấy bạn vô quá trời nè. Đấy, cô gửi link rồi mà, what's wrong? Ở bên con không có. I got it, guys. Sorry, guys. Oh my gosh, my fault. Lỗi của cô, mọi người ơi. Cô bấm everyone ở chế độ waiting room. Oh my gosh, I'm so sorry guys, so sorry. Oh my gosh, xin lỗi các bạn nhiều. Cô bấm chế độ waiting room hàng chi sao coi. Đây là mấy bạn nào mà tự vô là tại tụi con search cái web hả? Tụi con search cái web, tụi con bấm mã hả? Sorry guys so much, I forgot. Ở đây tại vì nó có chữ everyone nhưng mà nó có hai cái, ở waiting room với ở meeting, mà cô bấm lộn ở chỗ waiting room. Trời ơi, hàng chi. Thank you Duy so much. Duy mà không giơ tay nói cô là cô không biết luôn á. Đó, bây giờ mấy bạn nhanh rồi nè. Hèn chi cô thấy tại sao các bạn lâu quá vậy? Cô tưởng là máy cô bị chậm hay gì? Trời ơi. Sorry guys so much. I'm very sorry. I will try to focus. Thank you Duy so much. Thank you so much. Vậy mà có nhiều bạn cũng tự vào được, hay quá ta. Các bạn tự search bucket rồi các bạn bấm cái mã vào đúng không? Chứ sao mà mấy bạn vô được? So sorry everyone. Trời ơi, Duy mà không nói lại là cô không biết luôn. Trời ơi, làm cô gửi. Cô bấm gửi tới mấy lần mà cũng ở trong cái waiting room thôi. Nó không phải là trong meeting của mình. Sorry guys. October 31st. Yes. 55 already. One more time. Như vậy là hồi nãy là cô cũng chỉ cho các bạn câu trả lời mấy câu rồi đó. Nên là các bạn cố lên nha. Mấy câu kia mình cũng ráng trả lời nha. Cô gửi đúng rồi đúng không mọi người? Cô gửi đúng rồi đó. Bây giờ mình đợi thêm xíu nữa nha.
Hôm nay chắc là lớp mình kết thúc trễ một xíu bởi vì cô cho cái game tới 7 phút lận. Mà bây giờ đã là 55 rồi, ok? Bây giờ đã là 55 rồi. Bây giờ cô chuẩn bị bắt đầu luôn nha, để mình không có bị trễ quá. Bây giờ cô bắt đầu, chuẩn bị bắt đầu nè. 20 more seconds. 20, 19, 18, 17, 16, 13, 12, 11, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'll start the game, guys. Bây giờ cô bắt đầu nè. Đó, các bạn chọn một cái mật khẩu. Đó, choose a password. Rồi xong rồi mình sẽ answer. Mình trả lời câu hỏi. Nhớ là trả lời đúng với nhanh. Đó, đúng với nhanh. Xong rồi nếu mình trả lời đúng thì mình được đoán mật khẩu, đúng không? Ok, được guess. Guess thì được cướp. Đó, thì thôi đó mọi người. Ok, người nào có nhiều crypto nhất sau 7 phút thì win. Good luck everyone. Good luck guys. Vẫn chưa có điểm nha. Try your best guys. Okay, we have the first four. Hoàng Giang in the top one nè. Bây giờ Giang đang là top one với 70 điểm nè. Đó, Việt Phương vừa mới stole được nè, vừa mới cướp được của Vân Nhi. Try your best. Ở đây là điểm vẫn còn chưa cách xa lắm đâu. Các bạn cũng còn sang sát lắm. Anh Khoa, first play với lại Giang. Trần Chi Giang là Trần Hưng Giang đúng không? À, Hoàng Giang lên top rồi nè. À, 212. Giang Lưu, well done, 300. Bây giờ hạng nhất, hạng nhì cách nhau 90. Bắt đầu từ anh Khoa là hạng 3 nè, là đang 80 nè, tụi con phải cố lên. Đó, Mai Trang lên 130 rồi nè, đang khoảng cách một nửa. Các bạn cách một nửa so với bạn Lưu hạng nhất đó. Bảo Ngọc, you just in the second place. Bảo Ngọc bằng điểm với Lưu rồi đó, nhưng mà vẫn đang ở hạng 2. Try your best guys. Bảo Ngọc in the first place with 700 and Hoàng Giang right after you, second place 580. Good job guys, well done. Try your best. 5 more minutes guys. Các bạn vẫn còn khoảng 5 phút. Wow, Khanh. Công Khanh, are you Công Khanh? Oh no, Công Khanh is 7th place. Đây là bạn Khanh khác. Khanh với lại Xuân Đức nè, nhất nhì nè. Khanh với Xuân Đức cũng cách nhau ít thôi. Xuân Đức lên, oh, you're top one now. Xuân Đức, you're top one, 3,500. Xuân Đức đang hạng nhất với 3,500 nè. Các bạn gắng guess được cái mật khẩu á, để mình cướp. Four minutes, guys. Wow, Xuân Đức, what did you do? You have 11,000. Bây giờ Đức rất là cách xa mọi người nha. Đức được 11,000 lần đó. Bây giờ Đức được đến 11,000 đó. Cách xa bạn hạng nhì là bạn Giang. Bạn Giang tới 9,000 lần. À. Wow, Bảo Ngọc đang cố gắng tiến lên nè. Bảo Ngọc lên được một nửa của Đức rồi đó. 6,000 rồi đó. Try your best, guys. Bảo Ngọc, first place now, 13,000. Xuân Đức, it's top one, 32,000. Wow, change a lot. Thay đổi liên tục luôn. Bây giờ Đức là đang hạng nhất đó. Wow, 64,000. Các bạn cố lên nha, Đức hạng nhất với 64,000 lần đó. Cách Bảo Ngọc đến 50,000 lần.
Bây giờ mà bạn nào đoán được mật khẩu, không biết là bạn nào mà có đoán được mật khẩu của Đức thì có được stole hết không ta? I'm just saying 64,000 a lot, right? Try your best everybody. Bây giờ Đức đang cách xa mọi người rất là nhiều nè, 64,000 ở Bảo Ngọc với lại Maxson đang là hạng 2, hạng 3 với lại Giang, Hoàng Giang hạng 4 nè, là tụi con đang tầm mười mấy nghìn đó. Two minutes and 30 seconds, guys. 2 minutes and 30 seconds. Try your best, everyone. Maxson là được 40,000 rồi đó. Đức vẫn đang là 64,000 và Maxson đang là hạng nhì với 40,000 đó. Try your best, guys. Try your best. Maxson, you're in top one right now. Không có 8 triệu rồi. Các bạn rất là theo sau cũng rất là sát nè. Bây giờ các bạn có thể lên rất là dễ đúng không? Khanh là bây giờ đang 0.4 nè. Đức là bây giờ 0.1 hạng 3 nè. Ok guys, the last minute. Một phút cuối cùng các bạn cố lên. One last minute. Khanh is in top one right now. The end of the game, guys. So we have a new winner. Congratulations to Khan. Well done. Well done. Good job with 1.3 million. And right behind you is Maxson with 700,000. Good job, everybody. Good job. Well done, guys. Well done. Good job, guys. Where are you, Khan? What is your name in this group? What is your name in this group so that I can celebrate you? Can you chat in the chat box? Lần hai các bạn chơi, các bạn thấy dễ hơn không? Is it easier? Are there still some questions? Ah, Khánh. Okay, I'm sorry. Sorry, I spelled your name wrongly. Yeah, easier, right? Khó. Still difficult, huh? Bởi vì cô mới giải thích cho các bạn nghe có bao nhiêu câu. Có khoảng 8, 9 câu chứ bao nhiêu. Có những câu còn lại cũng còn nhiều câu khó lắm, đúng không? Ngày hôm sau là cuối cùng. Third place, so very easy. You never say so very easy. One or two, so easy or very easy. You don't say so very easy. Yeah, good job, Min. You're in the sixth place. Well done. Đâu cô coi cái report nha. Yeah, second place. Good job, Maxson. You're always good at playing games. Đấy, bây giờ các bạn trả lời đúng nhiều hơn rồi nè. Hồi nãy các bạn trả lời đúng, số lượng đúng không bằng. Bây giờ được nhiều hơn rồi đó. Good job, guys. Ví dụ như Đức cũng trả lời đúng được phân nửa nè. 52 correct. Good job. Well done, Mai Trang cũng vậy. Đó. Good job, guys. Bảo Ngọc in the 1, 2, 3, 4, 5. Fifth place. Good job. Ngọc Minh cũng đứng thứ 6 nè. Đúng rồi. Tường Vi, Hà Sa nè. Well done, everyone. Good job, guys. Well done for today. Why you guys text me a lot?
Okay, so it's kind of late nha. Mình đáng bừa mà người ta có kêu đó. Con chỉ đáng bừa cái mật khẩu thôi. Okay, đúng rồi, ghi đại. À, ghi đại mà đúng hoài có nghĩa là con very lucky đó. You're very lucky, V, good job. Okay guys, today we stop here. Hôm sau thì mỗi ngày cô sẽ cho các bạn chơi một cái quiz về Halloween nha. We're gonna play another quiz about Halloween. Bạn nào muốn chơi cho nó biết nhiều cái, các bạn thử về tìm hiểu về Halloween cho cô đi. Ok, mình về tìm hiểu về Halloween cho cô đi. Rồi hôm sau mình chơi cái quiz khác. Đó, để coi là mình làm đúng được nhiều không. Đó, ok. Chắc là cô sẽ gửi cho các bạn một cái homework. Thì cô sẽ gửi các bạn một cái quiz về animals. Cái cuối cùng, cái bài cuối cùng để mình chốt lại về bài animals của mình. You can wish me a happy Halloween on Saturday, okay? Because today is only Monday. Still one more week, okay? Thank you guys so much for joining the class today. Say goodbye to your friends, okay? I can say happy Halloween the next day. Bye-bye, everyone. See you guys on the next one. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Happy teacher. See you again, Adonai. Bye-bye. Goodbye, teacher. See you on Wednesday. Goodbye, teacher. Con không ở trong hội phụ huynh tiểu học 3 thì lấy đâu ra hả cô? Con ở trong hội trường học mấy? 1, 2, 3, 4 đều được mà. 1, 2, 3, 4 giống nhau. Hội phụ huynh tiểu học không có số luôn ạ. À, không có số thì nó cũng là một cái. Nó cũng là một group đó. Miễn là cái hội đấy là con đúng. À không có số hả? Không có số thì cô cũng không biết. Cô thấy là chỉ có 4 groups là 1, 2, 3, 4. Nếu vậy thì con đợi cô. Goodbye, teacher. Con đợi cô. Cô gửi trên chat cho con được không ạ? Bây giờ tại vì cô phải vào cái Zalo mà mấy cô không có vào Zalo bây giờ. Để cô xíu. Wait me, ok? Thì con đợi cô xíu nha. Bây giờ cô vào cái Zalo. Vâng. Wait me. Cô ơi. Yes, what is your question? Bạn nào không có câu hỏi cô. Thì tụi con có thể off, tụi con có thể out. Yes, what's wrong? Goodbye teacher, nhưng mà cô ơi, con chơi suốt nãy giờ mà chưa tăng được chút nào luôn á cô. Yeah, you have to be lucky nữa. Con phải lucky, con đoán dùng mật khẩu nữa. Với lại mình phải đoán đúng, mình phải làm đúng. Bởi vậy cho nên là bạn nào mà chưa biết về Halloween nhiều thì tụi con về coi mấy cái thông tin Halloween đó. Rất là dễ. Thôi. Yes. Cái lúc đầu con chơi đó là được hạng đầu xong, đến lúc ai cướp tưởng mình lại tiếp, ai ngờ lại bị cướp. Đúng rồi, bị cướp dễ lắm. Bây giờ bạn mà lỡ đoán trúng của con một cái là bạn cướp liền. À mà cô, thế yes. Thì cô có cách nào để con biết được cái kia để con sử dụng rocket? Cái Halloween mà cô nói cô gửi đâu không ạ? Là sao? Again, I don't understand. Ý của con là gì? Rocket. Dạ, bởi vì là con nói là con không ở trong nhóm trở hồng 1, 2 giờ... là 3. Thế nên là con chả thấy được. Bây giờ cô gửi nè, bây giờ cô đang tìm cái link cho con nè. Cô có cái link rồi nè, cô chuẩn bị gửi để cô khóa chat lại cho con thấy. Đây, wait me. Cô gửi chat vào lại nè. Bạn nào chưa có trong cái group tiểu học, đúng là cô gửi bài á, là cô toàn gửi vô mấy cái group đấy đó. Tại vì cô mình chỉ có cái group đấy để mình giao tiếp với nhau đó. Thì các bạn coi trong cái đấy, có gì mai cô gửi. Đây, con thấy chưa? Cô cho con vào nhóm nha. Nè, nhóm nè, Hà dạ Châu. Vâng. Hồi nãy Châu thôi cũng nói cái nhóm tiểu học đúng không? Nhóm mà Zalo đúng không? Con chưa vào đúng không? Thì tụi con vào cái nhóm Zalo của cô gửi đó. Nhưng mà mình phải đợi nha, mình đợi. Mình đợi các thầy, các cô accept mình. Nếu mà từ đây tới ngày mai mà cô thấy các thầy cô chưa có accept đó, thì mai cô accept cho. Trước khi cô gửi bài tập về nhà, cô sẽ accept tụi con vô. Nếu mà thầy cô không có accept, thì cô accept. Okay. Đó, bạn nào đây vô nhá. Vừa nãy em chọn vừa mà độ chính xác của em cũng là 56% luôn. Cảm ơn cô ạ. Yeah, cô nhận được link rồi ạ. Good job guys. Vậy là hai lần Dũng đều 56% ạ. Try your best. Không. Answer correct. Lần đầu tiên thì chỉ có tầm 18%. À, còn như vậy lần sau là 56. Well done. Như vậy là con tăng nhiều đó. Good job. Good job guys. Okay, so we stop here, okay? Guys go to sleep. Bạn nào mà chưa vào group thì các bạn nhấn vào cái link cho cô. Yeah, bye bye guys.